Trạm cứu hộ trái tim, Hà khóc thét khi hay tin Vũ bị tai nạn. Vậy là sau khi bị Hà từ chối lời tỏ tình, Vũ đành cay đắng nói ra những điều mà anh không muốn. Rằng anh sẽ không muốn làm phiền mẹ con em nữa. Em nhớ giữ gìn sức khỏe để chăm sóc cho Kitty. Nhân nói với Kitty là bà Vũ sẽ nhớ Kitty nhiều lắm. Rồi ngậm ngùi quay lưng vội bước đi. Để rồi sau đó Hà và Vũ không một chút liên lạc với nhau. Tuy miệng Hà nói ra những lời từ chối với Vũ như vậy, lý do cũng chỉ là muốn tốt cho Vũ, muốn Vũ không phải vì mình mà phải khó xử với mẹ của mình. Nhưng thực chất trong thâm tâm Hà, cô rất muốn ở bên cạnh Vũ, được nhận sự quan tâm từ anh. Và rồi sau những ngày Bạch Vũ âm tín thì bất ngờ Hà hay tin Vũ bị tai nạn, khiến cô run rẩy, cảm xúc khó tả đến nhường nào. Cô sợ rằng cô lại phải tiếp tục chứng kiến cảnh Vũ bỏ lại cô một mình thêm một lần nữa. Hà vô cùng sợ hãi run rẩy, nấc lên từng tiếng. Vừa tới bệnh viện, Hà vội vã chạy vào. Trong phòng là Vũ đang nằm bất tỉnh trên chiếc giường của bệnh viện. Tiếng máy trở tim vang vọng cả căn phòng. Hà tiến sát lại bên cạnh Vũ rồi khóc nấc lên từng tiếng. Anh Vũ, anh bị sao thế này? Tỉnh lại đi! Anh đừng bỏ mẹ con em đấy! Anh bảo với mẹ con em rằng là phải nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt. Vậy mà anh lại để mình ra nông nỗi này hay sao? Hà nắm chặt lấy tay Vũ, khóc nức nở. Còn Vũ vẫn nằm im, không chút đồng tình gì. Hà tiếp tục nói, thật ra những điều em nói với anh hôm trước chỉ là em muốn tốt cho anh mà thôi. Em không muốn chỉ vì mẹ con em mà anh phải khó xử với mẹ của anh. Em không muốn vì em mà anh phải đánh đổi mọi thứ. Bởi em nghĩ một người tốt như anh sẽ tìm được một người tốt hơn em nhiều lần. Nhưng thời điểm này em đã nhận ra là mình đã sai khi nói ra những điều đó. Thật ra, tận sâu trong trái tim em rất yêu anh và rất muốn luôn được nhận sự quan tâm che chở từ anh. Điều em nhận ra rằng, nếu bản thân thật sự yêu thương người đó thật lòng thì mình phải biết đứng lên, đứng đầu với mọi rào cản để chứng minh cho mọi người thấy rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn, chứ không phải là tìm cách để trốn tránh như bây giờ. Giờ đây em chỉ muốn nói với anh rằng từ lâu trái tim em lại một lần nữa thổn thức vì anh. Anh Vũ, em yêu anh. Nếu anh nghe được những lời nói này của em thì xin anh hãy tỉnh lại đi. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng những điều hạnh phúc nhất vì em biết anh và em đều rất xứng đáng. Để rồi thật may mắn, Vũ đã tỉnh lại khiến Hà mừng rỡ vô cùng. Cô chỉ biết ôm chầm lấy Vũ vỡ òa trong niềm hạnh phúc.